nhỉnh hơn một vài cầu thủ, trong đó như số 10 là Đắc Huy. Và bàn thắng đã đến cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Số 11 Tùng Thức Phi lần thứ hai ghi bàn thắng trong trận đấu này cho Thái Sơn Bắc. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng cũng bất ngờ của Thái Sơn Bắc này. Đó là một cú sút từ ở bên cánh trái rất căng, và Trọng Binh hoàn toàn